phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam EVN SPC đã trao tặng khoảng 1.000 phần quà Tết đến các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại các tỉnh thành phía Nam. Những ngày cận Tết, các lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã không ngại đường xá xa xôi, vượt hàng trăm cây số để đến các tỉnh như Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, mang những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình, trao đến tay người dân khó khăn, góp phần giúp họ có một cái Tết trọn vẹn đủ đầy. Trong dịp Tết Nguyên đán 24, thì Tổng Công ty cũng có tổ chức nhiều cái hoạt động an sinh xã hội. Năm nay chúng tôi dành khoảng 1.000 phần quà cho các hộ gia đình nghèo. Bên cạnh đó thì ở các công ty điện lực, tập thể cán bộ nhân viên cũng có nhiều hoạt động và xoay quanh các hoạt động tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để cùng với xã hội chăm lo Tết cho người lao động. Tại Long An, EVN SPC đã phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành, huyện Tân Trụ, Tân Thạnh trao tặng 310 phần quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, tổ chức mở cửa hàng không đồng để 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham gia. Gian hàng không đồng này đã trở thành nơi trao gửi, san sẻ yêu thương, góp nhặt niềm vui, chăm lo đời sống cho những người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật để họ cùng nhau vượt qua khó khăn trong dịp Tết đến xuân về. Cũng như là già cả rồi không có làm gì hết thì cũng khó khăn, cũng nhờ công ty giúp đỡ cho cô công ty điện lực á, một phần quà để ăn Tết là cô mừng dữ lắm, cô nghe nói là cô mừng. Chương trình còn trao tặng 30 triệu đồng hỗ trợ quỹ khuyến học huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tiếp sức cho các học sinh nghèo trong hành trình theo đuổi con chữ để tìm đến tương lai sáng lạng hơn. Đối với góc độ lãnh đạo huyện thì luôn là trân trọng cảm ơn cái tình cảm trân quý của ngành điện đối với nhân dân của Tân Thạnh, đặc biệt là qua các chương trình về nguồn của huyện thì huyện tiếp nhận được nhiều cái nguồn lực từ ngành điện đối với nhân dân của huyện Tân Thạnh và các cái công trình hết sức ý nghĩa để đem lại cái chăm sóc tốt hơn cái cuộc sống của bà con nhân dân cũng như là phục vụ tốt cái nhân dân trên địa bàn. Tại Vĩnh Long, EVN SPC phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long trao 50 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tại Kiên Giang, đơn vị tổ chức trao quà tại huyện U Minh Thượng cho 40 hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc xã Thành Yên và xã An Minh Bắc. Nhận được sự quan tâm đó, bà con ai cũng vui mừng vì Tết này sẽ đầm ấm hơn bởi những tình cảm quý báu của ngành điện miền Nam. Được biết, trong năm 2023, EVN SPC đã dành khoảng 10 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua các hoạt động ý nghĩa như trao nhà tình thương, thăm hỏi và phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, ủng hộ các quỹ khuyến học. Riêng hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho người dân nghèo tại các tỉnh phía Nam có tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.